YouTuber Tây Ban Nha liều lĩnh đi trải nghiệm ẩm thực ở khu vực nguy hiểm nhất Việt Nam và cái kết không ngờ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Các bạn thân mến, Việt Nam từ lâu đã được mệnh danh là quốc gia an toàn, tự do. Ở Việt Nam không bao giờ có xả súng, khủng bố hay những cuộc ném bom bất thình lình như một vài nước châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên mới đây có một anh chàng YouTuber người Tây Ban Nha lần đầu tiên đến Việt Nam đã nói rằng không phải ở chỗ nào của Việt Nam cũng an toàn. Anh ấy nói rằng quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh là nơi nguy hiểm nhất của Việt Nam vì đây là địa bàn hoạt động của nhiều giang hồ khét tiếng của Việt Nam, chẳng hạn như Nam Căn. Thế là anh ấy đã đánh liều đến các con hẻm nhỏ ở quận 4 để xem thử nó có nguy hiểm hay không. Vậy cái kết như thế nào? Mời các bạn cùng mình theo dõi tiếp nhé! Các bạn đang được gặp gỡ với anh chàng YouTuber người Tây Ban Nha mà mình vừa giới thiệu ở đầu video. Ngoại hình của anh ấy phải nói là rất ấn tượng. Một quả đầu trọc cùng hai cánh tay xăm kín. Nhìn anh ấy có vẻ còn khét lẹt hơn cả mấy giang hồ ở Việt Nam. Bảo sao, anh ta mạnh dạn đến nơi nguy hiểm nhất của Việt Nam để khám phá. Thế nhưng anh ấy đã có một trải nghiệm ngoài sức mong đợi. Trên đường đi, anh chàng đã nhiều lần hét to lên để xem thử phản ứng của người dân Việt Nam xung quanh. Nhưng cái kết anh nhận được đó là sự yên bình và an toàn hết sức. Mọi người đều vui vẻ, tươi cười khi nhìn thấy anh. Có một sự việc hy hữu xảy ra, đó là anh chàng người Tây Ban Nha này bị một bà cô Việt Nam đi đến chỉ trỏ. Lý do là vì anh chàng này đã ăn món ăn không đúng cách. Anh ấy đã sử dụng tay để bóc món ăn là món lòng nướng và bà cô này muốn bảo anh ấy sử dụng cái gì để gắp nó thay vì sử dụng tay không. Như thế là rất mất vệ sinh. Nhưng có lẽ vì sự khác biệt về ngôn ngữ nên anh ấy đã hiểu lầm rằng bà cô này đang la mắng anh chàng. Dường như đó là trải nghiệm đáng chú ý nhất trong chuyến đi. Còn lại anh ấy chưa có dịp để giáp mặt với một ông anh giang hồ hay xã hội đen nào như lời đồn trên mạng. Vì là một kênh blog chuyên về ẩm thực, nên trong suốt chuyến đi thử thách của mình, anh chàng đã không quên trải nghiệm các món ăn đường phố ở Việt Nam. Từ các món ăn dân dã như bánh chuối chiên, cá viên chiên, cho đến các món ăn có hơi cầu kỳ tí xíu, thì anh chàng cũng thử hết. Ăn cho đã rồi thì phải uống chứ. Thế là anh chàng cũng thử nốt các thức uống đường phố Việt Nam, như nước ép trái cây, trà tắc, sinh tố bơ, và những món ăn này đã làm anh chàng bất ngờ và thích thú vô cùng. Kết thúc video của mình, anh chàng đã nói như sau. Như các bạn có thể thấy, trông tôi rất nguy hiểm, nhưng tôi có thể thoải mái đứng đây và tôi có thể đến những con hẻm tùy thích để ăn những món ăn tôi thích. Mọi người đã mỉm cười với tôi, tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ người phụ nữ tức giận đó cứ hét vào mặt tôi điều gì đó. Nhưng nó chỉ là một con số rất rất nhỏ trong những người thân thiện. Đặc biệt là thức ăn đường phố ở đây thì rất nhiều. Tất cả đều ngon và rất đáng để thử dù chỉ một lần. Các bạn thân mến, đó là một số ý chính của video do anh chàng người Tây Ban Nha đăng tải. Anh ấy đã đi khám phá khu vực được cho là nguy hiểm nhất Việt Nam. Từ khi video này được đăng tải lên YouTube, thì nó đã nhận lại rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng thế giới, với hơn 400.000 lượt xem và hơn 1.000 lượt bình luận. Vậy netizen quốc tế đã nói gì? Bây giờ mình xin mời các bạn cùng lăn con trỏ xuống phần comment và đọc vài bình luận với mình nhé! Bối cảnh một chút. Quận 4 từng là khu vực nguy hiểm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi các băng nhóm mafia và băng đảng lập trụ sở và hoạt động. Tuy nhiên, tôi có thể nói quận 4 bây giờ là khu vực an toàn, mafia và băng đảng đã bị quét sạch như 10 năm trước. Nơi đây đã trở thành một khu ẩm thực đường phố đa dạng. Tôi có thể nói ở đó có những món ăn đường phố ngon nhất với giá cả phải chăng. Quận 4 chỉ cách quận 1, giàu có và sang trọng nhất Sài Gòn một đoạn ngắn bằng con kênh bến nghé qua cầu Clamet, cầu Ông Lãnh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Giàu và nghèo, sang và nghèo, màu sắc và bóng tối. Trải qua nhiều thay đổi ngày nay, quận 4 đã phát triển rất nhanh, trở nên yên bình và sôi động như quận 1. Quận 4 từng là thiên đường của bọn xã hội đen, nhưng giờ đây nó cũng giống như mọi quận khác ở Sài Gòn về độ an toàn. Bạn nên ghé thăm Đà Lạt, một thành phố trên núi, những khu chợ đêm sôi động và ẩm thực ở đó. Nếu bạn vẫn ở Sài Gòn và muốn bắn vài khẩu súng hạng nặng thực sự, cũng như tìm hiểu và khám phá những điều tồi tệ về chiến tranh ngoài đời thực, hãy đến địa đạo Củ Chi. Tôi là người Mỹ sống ở quận 4 và tất cả những mối nguy hiểm cũng như những câu chuyện về quận 4 đã là quá khứ. Đó là một nơi bình thường như những nơi khác. Trên thực tế, mọi nơi trong thành phố đều nguy hiểm, nhưng hầu hết bạn chỉ cần đề phòng những vụ cướp ví hoặc điện thoại. Điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, ít nhất là ở những khu vực đông người. Đây là lý do tại sao McDonald's và các chuỗi thức ăn nhanh phương Tây khác nhìn chung đã thất bại ở Việt Nam. Hãy nhìn vào sự đa dạng và phong phú của đồ ăn trên một con phố. Và tất cả chúng cộng lại đều rẻ hơn một bữa ăn tại Marcus ở Sydney. Tôi sống ở quận 4 trước khi chuyển đến Úc vào năm 2013. Đó là một nơi rất an toàn để sống.
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy bất an chút nào khi sống ở Việt Nam. Quận 4. Cẩn thận, ở đó nguy hiểm lắm, bạn thật dũng cảm khi đến đó. Việt Nam có nhiều món ăn ngon, nhưng ít được người nước ngoài có cơ hội thử. Cảm ơn bạn đã kể cho thế giới trải nghiệm của chính bạn. Quận 4 không có gì nguy hiểm cả. Nơi đây từng được mệnh danh là khu vực mafia Việt Nam, nhưng đó là chuyện cách đây hàng chục năm. Video hay, một trong những video hay tôi từng xem trên YouTube về Sài Gòn. Chết tiệt, tôi yêu Việt Nam, thức ăn thật tuyệt vời. Nếu bạn đến Đà Nẵng thì có một cửa hàng kebab ở đó rất ngon. Video này rất thú vị, người phụ nữ đó có ý tốt chứ không hề có ý xấu đâu. Đồ ăn trông khá ngon, rất mong được lên đường đến Việt Nam ngay sau khi tôi kết thúc chuyến đi ở Thái Lan. Món bột chiên có hình dạng như hai que dính vào nhau là món ăn sáng được ưa chuộng. Chúng rất tuyệt khi chấm với phở, các loại phở và cháo. Bột có nhân bánh gạo trắng thường được ăn riêng hoặc nhân với xôi. Bánh gạo được dùng làm nhân trong bột mà theo truyền thống không được ăn như vậy. Đó là video review món ăn chân thực nhất mà tôi từng xem. Nó giống như thực tế ảo và cảm giác như chính tôi đang dạo quanh Việt Nam vậy. Trái cây và thực phẩm Việt Nam là ngon nhất thế giới. Không ai có thể thuyết phục được tôi bằng điều ngược lại. Yêu Việt Nam, món ăn đường phố rất tươi vì không có tủ lạnh nên tất cả đều được làm và làm vào ngày hôm đó. Vừa rồi các bạn đã được nghe những bình luận của netizen quốc tế bên dưới video này. Mình rất vui và hạnh phúc khi có nhiều bạn nước ngoài yêu mến và đánh giá cao trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam. Đặc biệt, đã lấy lại công bằng cho quận 4, một nơi nổi tiếng với những con hẻm ngoằn ngoèo, với người dân chủ yếu làm những nghề lao động tay chân, thậm chí có người thuộc diện xã hội đen. Nhất quận 4, nhì quận 8 là câu ví von về mức độ phức tạp lẫn giang hồ của hai khu vực này ở Sài Gòn trước kia. Trong đó, quận 4 vốn ngay cảng, nhà ổ chuột trên kênh rạch nhiều, hẻm sâu tự phát, thu hút dân lao động nghèo tứ xứ đổ về kiếm sống, trở thành nơi quy tụ của các đại ca, băng nhóm giang hồ, khiến dần dà mang tiếng đất giữ của Sài Gòn. Tuy nhiên cái gì cũng có một mặt, ở đâu cũng có người tốt người xấu thôi. Bởi theo mình được biết, quận 4 không hề nguy hiểm như lời đồn của nhiều tờ báo nước ngoài. Và một điều cũng khá thú vị, ở vùng đất vốn mang tiếng dữ này lại là một trong những quận có nhiều chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như trên con đường nào của quận cũng có chùa, thậm chí có những ngôi chùa nằm trong hai, ba cái xuyệt, sát bên nhà dân đông đúc, ồn ào trong xóm lao động nghèo. Cũng trong sự trái ngược đáng ngạc nhiên như vậy, những ai đã từng biết đến đường 20 Thước, một con hẻm từ đường Hoàng Diệu, P9, quận 4 đáng sợ như thế nào, giờ sẽ ngạc nhiên khi ngày nay đây được xem là con đường ăn vặt nổi tiếng của Sài Gòn. Quận 4 ngày nay có nhiều con đường đã nổi tiếng, sang trọng, nhà lẫn căn hộ chung cư giá không thua gì quận 7, quận 2. Nhưng có lẽ với nhiều người, ấn tượng về quận 4 là những con hẻm ngoằn ngoèo, nhiều đường cắt dọc ngang của các khu lao động đông đúc dân cư. Nhưng nếu có thời gian sống trong những con hẻm như vậy, sẽ thấy rõ cái tình của người quận 4 cũng sâu thăm thẳm. Ở đây có ai ở quận 4 thì cho mình xin cánh tay của các bạn và nhân tiện cho mình ít review về quận này nhé. Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.